Sáng nay, tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng hơn 1.000 bộ trang bị bảo hộ y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Sở Chỉ huy Tiền phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Tiền phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đào Mỹ tiếp nhận tại Sở Chỉ huy. Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vật tư trang bị phục vụ công tác phòng chống dịch còn hạn chế. Vì vậy, 1.000 bộ trang bị bảo hộ y tế với mỗi bộ bao gồm đồ bảo hộ liền thân, kính mắt, khẩu trang kháng khuẩn, găng tay y tế, mặt nạ chống giọt bắn, v.v. được trao tặng có ý nghĩa hết sức thiết thực, tiếp thêm nghị lực cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết, tỉnh Phú Yên đang nỗ lực khẩn trương thực hiện các biện pháp truy vết, xét nghiệm, cách ly với mục tiêu ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất. Số trang bị bảo hộ y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 này do Tổng công ty Đối tác Chân thật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, tình nguyện viên Hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng, câu lạc bộ công tác xã hội Chuyến xe yêu thương cùng các mạnh thường quân hỗ trợ nguồn lực, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền nhân dân trong tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, chương trình còn trao 500 chai sát khuẩn 300ml, 2.000 chai nước uống vitamin, 3 tấn gạo, 3.000 suất cơm và nhiều nhu yếu phẩm khác cho Sở Chỉ huy Tiền phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên, người dân trong khu cách ly phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang ở các khu vực phong tỏa, khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh.